Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Mọt Công Nghệ. Thì ở video trước mình đã làm về top những chú chuột đáng sở hữu trong khoảng thời gian là cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Thì chúng ta đã có chuột rồi, chúng ta phải có thêm bàn phím nữa thì công việc cũng như là việc chơi game của anh em mới hiệu quả được, đúng không? Thì trong video này hãy cùng mình đi tìm hiểu xem là những mẫu bàn phím nào sẽ phù hợp với anh em vào khoảng thời gian này ha. Và mình là VK. Trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên nhấn like, share, subscribe cho các kênh của nhà Mọt, bao gồm Mọt Công Nghệ nè, Mọt Game và Em Gái Mọt Hang. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì vẫn như là video top những chú chuột đáng sở hữu thì mình vẫn sẽ đưa ra những tiêu chí như sau. Đầu tiên thì đó chính là thương hiệu nè, tiếp theo sẽ là size, công nghệ mà chiếc bàn phím nó áp dụng, và cuối cùng đó chính là công dụng. Thì đầu tiên trong danh sách mình vẫn sẽ để sản phẩm của Razer vào, tại vì năm nay mình nghĩ là Razer họ nắm top rồi, tại vì đồ quá là ngon. Bây giờ mình sẽ nói về chiếc Razer Black Widow V4 75%, một cái chiếc bàn phím mà mình đã từng làm ở trên cái kênh Mọt Công Nghệ rồi. Nếu mà anh em nào chưa xem thì anh em có thể xem lại ha. Đó, thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ gaming rất là ngon đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng, đó chính là Razer. Đây cũng là một chiếc bàn phím của Razer đầu tiên mà họ sử dụng một cái mạch rất là xịn, đó chính là mạch hot swap, có nghĩa là anh em có thể thay được tất cả các loại switch khác vào nếu như anh em thích. Anh em có thể thay, mặc dù là cơ bản cái switch Orange Tactile của Razer năm nay khá là ngon rồi, Gen 3 nha, có thêm cái tọa led nữa rất là xịn. Ngoài ra nữa thì cái size của bàn phím nó cũng khá là gọn, nó chính là 75%, nhưng mà vẫn rất là đầy đủ các cái phím chức năng để cho anh em sử dụng. Razer năm nay thì họ có trang bị thêm một cái cụm phím media nữa là tăng giảm âm lượng, với lại hai cái nút pause với lại next music, rất là ngon. Thêm một cái nữa là bolin rack của chiếc bàn phím này có thể lên được tới 8.000 ha anh em, cho nên là khi mà anh em sử dụng á, phải gọi là cái mức phản hồi của anh em nó đạt ở cái mức cao nhất luôn rồi. Tiếp theo thì sẽ là một cái đối thủ của Razer, đó chính là Corsair K65 Pro Mini. Thì em này có một cái size nhỏ hơn một xíu, đó chính là 65%, cực kỳ là nhỏ gọn luôn ha. Sử dụng switch của Corsair có tên là OBX, thì hành trình phím ngắn nhưng mà lực nhấn thì cũng nhẹ nữa, cho nên là khi mà anh em thao tác di chuyển trong game nó phải gọi là cực kỳ là mượt mà luôn. Có thêm một cái công nghệ, đó chính là ASON, giúp cái bowling rack cũng đạt được cái mức là 8000 Hz. Điều này sẽ giúp chơi game nó mượt hơn là cái kiểu. Rồi thì sử dụng công nghệ LED độc quyền của Corsair, cho nên là sẽ giúp cho cái góc gaming của anh em cực kỳ là lung linh vào buổi tối luôn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về một con bàn phím, đó chính là Logitech Pro X T-Color Slide Pick, một cái con bàn phím mà mới ra ở khoảng thời gian gần đây của nhà Logitech. Tất cả mọi thứ tinh hoa nhất của Logitech đều áp dụng lên con bàn phím này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có công nghệ, đó chính là Light Speak ha, một cái công nghệ không dây rất là xịn của nhà Logitech và cũng rất là nổi tiếng luôn. Kèm theo nữa thì Logitech họ làm một cái thiết kế hoàn toàn mới đó, cho nên là nếu mà anh em nào thích đổi gió thì bàn phím này cũng rất là phù hợp đối với anh em. Công nghệ LED RGB của Logitech thì cũng là một cái điểm gì đó rất là đặc biệt ha, rất là xịn. Theo một cái nữa thì em này thì sẽ sử dụng switch, đó chính là RX Brown Tactile, keycap thì là BBT Double Shot nhưng mà là xuyên LED. Nói chung là tất cả mọi thứ xịn nhất của nhà Logitech họ đều áp dụng lên con bàn phím này. Thì size thì đó là TKL cho giúp cho anh em có đầy đủ tất cả các phím hơn. Nếu mà anh em nào thích những cái pro player thì họ vẫn sử dụng bàn phím của Logitech để thi đấu, cho nên là yeah, việc gì mà không thử. Rồi thì tiếp theo sẽ là một chiếc bàn phím mà mình cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm, thì đây chính là Wooting 60HE. Thì mình thấy đây là một chiếc bàn phím tốt nhất năm 2023 luôn, phục vụ cho việc chơi game là chủ yếu nha anh em. Wooting 60HE đã thổi một cái làn gió mới vào cái thị trường bàn phím cơ gaming. Tại vì sao mà nói như vậy? Tại vì em này mọi thứ rất là bình thường, nhưng mà switch của em này là switch 500 và được áp dụng một cái công nghệ rất là xịn, đó chính là Rapid Trigger. Thì cái công nghệ đó nó sẽ giúp cho anh em custom lại được cái khoảng cách nhận phím, có nghĩa là cái khoảng cách thấp nhất mà nhận phím của chiếc bàn phím này anh em có thể cài đặt được, đó chính là 0.1mm. Điều này nó sẽ giúp cho anh em á hả, cái khoảng thời gian tiếp xúc của switch với lại điểm nhận á, nó cực kỳ là ngắn luôn đó. Còn đối với những cái switch cơ bình thường thì tiếp xúc bằng lá đồng, cho nên là nó sẽ không có thể custom lại được cái phần này. Mình nghĩ là cái con hàng này nó rất là ngon thực sự á. Thì cái mà mình thấy nó ngăn cản nhất đối với những người dùng, đó chính là giá thành của em nó. Thì em nó hiện tại đang có giá tầm khoảng hơn 6 triệu một xíu à, rất là cao ha. Tiếp theo sẽ là một chiếc bàn phím mà mình nghĩ là anh em nào là fan của đội Fnatic thì sẽ rất là thích, đó chính là Fnatic Strix 65LB, một chiếc bàn phím mà booster tuyển thủ Valorant họ sử dụng. Tại sao mình lại đưa cái bàn phím này vô? Tại vì cơ bản nha, đây là một chiếc bàn phím có switch low profile duy nhất trong cái danh sách này.
Thì low profile, anh em phải hiểu là hành trình phím thì ngắn, lực bấm thì nhẹ, phản hồi thì nhanh, và nó vẫn rất là đầy đủ tất cả các chức năng. Theo một cái nữa là bàn phím này cực kỳ nhẹ, cho nên là anh em nào mà hay kiểu di chuyển nhiều á thì anh em có thể cầm cái bàn phím mà đút vào ba lô thế là đi thôi, thoải mái. Cho nên là anh em nào mà là fan của đội Fnatic thì mình nghĩ là em này chắc chắn là một sản phẩm đáng để sở hữu cho bộ sưu tập đấy. Tiếp theo thì mình sẽ nói về một chiếc bàn phím dành cho dân văn phòng đi, đó chính là của nhà Logitech. Thì Logitech MX Key sẽ là chiếc bàn phím mình chọn cho danh sách này. Tại vì sao? Tại vì Logitech họ đã nghiên cứu rất là kỹ càng về trải nghiệm gõ nè, tính đa nhiệm nè, khả năng kết nối đa nhiệm phù hợp với hai loại hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay, đó chính là Windows với lại macOS. Nhưng mà thật ra thì chiếc bàn phím này phù hợp với tất cả các hệ điều hành từ PC cho đến điện thoại luôn nha anh em. Với Logitech MX Key á, chúng ta sẽ có hai size để cho anh em có thể lựa chọn, đó chính là full size và mini. Hãy tùy theo cái nhu cầu của anh em, muốn cái bàn setup của anh em gọn hay là bàn phím anh em đầy đủ các phím chức năng thì anh em có thể chọn thôi, rất là ngon. Keycap mà Logitech họ áp dụng thì nó sẽ có hơi lõm xuống một xíu, nó sẽ giúp cho cái việc gõ của anh em á trở nên nhanh hơn cũng như là thoải mái hơn trong quá trình sử dụng ha. Em này thì kết nối được một lúc nhiều thiết bị, cho nên là anh em kiểu anh em có nhiều thiết bị á, anh em muốn làm trên iPad nè, rồi anh em muốn nhảy qua MacBook, rồi anh em muốn nhảy qua máy tính Windows thì anh em chỉ cần nhấn một cái tổ hợp phím, đó chính là Easy Switch thôi, là anh em có thể đổi được rồi, cực kỳ là đơn giản luôn. Nói chung là con này mà để làm việc thì quá ngon, không có con nào ngon hơn được nữa. Và tiếp theo mình sẽ nói về một cái kit liên quan tới việc là bàn phím cơ custom. Thì mình thấy nha, trong năm 2023 cái kit này nó là một cái hiện tượng, cũng như là một cái trong những cái kit mà mình thấy là cả người chơi mới lẫn người chơi cũ họ đều săn cái kit này, đó chính là Zoom 65V2.5. thì đây là một bản nâng cấp của Zoom 65V2. Thì cái bản nâng cấp này nó sẽ giúp cho cái con Zoom 65 có 3 mode kết nối nha anh em, bao gồm là Bluetooth nè, kết nối receiver 2.4GHz và có dây. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa là kit này đó chính là kit nhôm, sử dụng cách kết nối đó chính là gasket mount, có núm tăng giảm âm lượng, led từng phím, bộ form Poron trong hộp luôn, không cần phải mua thêm. Anh em về anh em chỉ việc là slip switch, chọn switch mà anh em thích, xong rồi lúp, xong rồi anh em chọn bộ keycap mà anh em thích nữa, xong rồi anh em gắn lên thôi. Đấy. Thì vừa rồi mình đã list ra top những cái mẫu bàn phím mà mình thấy là phù hợp với tất cả mọi người trong khoảng thời gian là cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Anh em xem thì anh em có thể thấy được là những cái bàn phím của mình nó dựa vào những thương hiệu lớn, cũng như là vừa custom vừa có làm việc luôn ha. Và anh em thấy những mẫu bàn phím này như thế nào? Anh em hãy để lại một comment ha. Hoặc là anh em có một cái suy nghĩ nào khác về những mẫu bàn phím nào hay hơn thì anh em hãy để lại cho mình hen. Mình sẽ vào thảo luận chung với anh em ha. Rồi, và mình là BK, mình chuyên chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của mình về những đồ gaming gear cũng như là công nghệ. Những video mình đã từng làm rồi mình sẽ để lại ở đây ha. Và trước khi kết thúc video thì anh em đừng quên nhấn like, share, subscribe cho các kênh của nhà một, bao gồm một game, một công nghệ và em gái một hen.